Chào mừng mọi người đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay. Và trước khi bước vào bản tin thì kênh xin kính chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ, một buổi tối ấm áp bên gia đình, người thân và bạn bè của mình nhé. Và bây giờ không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến bản tin đầu tiên ngày hôm nay nha mọi người. Nga công bố video UAV tự sát tập kích trận địa pháo Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy UAV Lancet tung đòn tự sát vào khẩu pháo M-77 do phương Tây viện trợ cho Ukraine. Trong video được phát trên truyền hình quân đội Nga hôm nay, lính đậu bộ đường không Nga sử dụng máy bay không người lái UAV tự sát Lancet tập kích trận địa pháo M-77 của Ukraine. Thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc công kích không được Nga thông báo. Trong video, các binh sĩ Nga lắp ráp chiếc Lancet và nó phóng đi bằng vệ khí nén. Hình ảnh được truyền về cho thấy khẩu đội pháo M777 Ukraine bị UAV trinh sát Nga phát hiện trong lúc khai quả. UAV Lancet lao xuống mục tiêu và phát nổ, gây cháy và nhiều khả năng đã phá hủy khẩu pháo. Binh sĩ Nga nói rằng họ điều khiển chiếc Lancet bằng chế độ thủ công, thay vì vẽ phi cơ tự động bám bắt và lao tới mục tiêu nhằm đảm bảo tỷ lệ trúng đích cao nhất. Chúng tôi nhắm rất chính xác, binh sĩ vận hành UAV có biệt danh Blast cho hay. UAV Lancet đang được Nga sử dụng rộng rãi trong chiến dịch tại Ukraine, chủ yếu nhằm vào các trận địa pháo binh, tổ hợp phòng không và khí tài cơ giới của đối phương. Nguồn tin giấu tên trong quân đội Nga hôm 5 tháng 4 tiết lộ nước này đã phá hủy hơn 100 hệ thống pháo binh được NATO viện trợ của Ukraine, chủ yếu là lựu pháo M777 và pháo tự hành M109 Paladin, trong đó khoảng 45% mục tiêu bị tập kích bởi UAV Lancet. Nguồn tin nói rằng sử dụng UAV Lancet có hiệu quả về tác chiến kinh tế vì chỉ cần một phi cơ giá rẻ cũng có thể vô hiệu hóa hoặc phá hủy hoàn toàn tổ hợp pháo đất đỏ của Ukraine. Dòng UAV này là một phần trong chiến dịch phản pháo hiệp đồng được Nga áp dụng trong chiến dịch tại Ukraine. Thời gian tấn công được rút ngắn đáng kể, không cần dùng nhiều đạn pháo để đảm bảo diệt mục tiêu. Các đơn vị trinh sát và kiếp vận hành cũng không tốn nhiều công sức để hoàn thành nhiệm vụ. Người này nói thêm, dòng UAV Lancet được Nga ra mắt năm 2019, có khả năng hoạt động độc lập, không cần sự hỗ trợ từ các hệ thống điều khiển mặt đất hoặc mặt biển. Sau khi phát hiện mục tiêu, Lancet có thể lao tới để tung đòn tấn công tự sát bằng khói thuốc nổ mang theo trong thân. Cảm biến trên Lancet sẽ ghi lại quá trình lao tới mục tiêu và truyền hình ảnh trực tiếp về đài chỉ huy để đánh giá hiệu quả của đòn tập kích. Biến thể Lancet nguyên gốc có tầm hoạt động 40 km và mang đầu đạn nặng 3 kg, trong khi mẫu Lancet nâng cấp có tầm bay vượt trội và trang bị vụ nổ 5 kg mạnh hơn. Tin tiếp theo là một thông tin có liên quan đến Việt Nam. Hạm trưởng Pháp, Hải quân Việt Nam rất đáng tin cậy. Đại tá Mai Nan, hạm trưởng tàu Brazilian, ca ngợi hoạt động chuyên nghiệp và hiện diện thường trực của Hải quân cùng các lực lượng trên biển Việt Nam khi vào thăm cảng Hải Phòng. Đại tá Hải quân Pháp Brancon Mai Nan là người chỉ huy tàu hộ vệ Raritian thực hiện chuyến thăm xã giao tại thành phố Hải Phòng ngày 2 đến ngày 6 tháng 4 nhằm thể hiện tình đoàn kết trong hợp tác quốc phòng song phương cũng như cam kết của hai nước trong tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là về tự do hàng hải. Hải quân nhân dân Việt Nam là lực lượng rất đáng tin cậy. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên tổ chức các chuyến thăm đến Việt Nam, Đại tá Mai Nan nói với VN Express trong lúc tàu neo đậu tại cảng Chùa Vẽ, Hải Phòng hôm 5 tháng 4. Ông Mai Nan cho hay tàu Raritian đã gặp rất nhiều lực lượng trên biển của Việt Nam, từ hải quân đến cảnh sát biển và bộ đội biên phòng. Trong hành trình từ Vịnh Bắc Bộ vào cảng Hải Phòng, có thể nói lực lượng trên biển của Việt Nam rất chuyên nghiệp và luôn hiện diện thường trực ngoài khơi, Đại tá Pháp nói. Ngoài hoạt động trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, ông Mai Nan nói rằng thủy thủ đoàn Pháp cũng giao lưu nhằm tăng cường tình hữu nghị với các chiến sĩ hải quân Việt Nam, giúp hai bên phối hợp dễ dàng hơn trong quá trình huấn luyện chung trên biển. Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nikolai Wanerai khẳng định những chuyến thăm của tàu hải quân Pháp đến Việt Nam là sự kiện rất quan trọng, cũng là trụ cột của cuộc tác quốc phòng song phương. Đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu chiến Pháp đến Việt Nam thời kỳ hậu Covid-19, diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược. Đây là sự kiện quốc phòng lớn nhất trong năm kỷ niệm này, ông nói. Paradian là tàu hộ vệ Pháp được trang bị nhiều cảm biến, khí tài hiện đại chuyên làm nhiệm vụ tuần tra hàng hải và cứu hộ cứu nạn. Tháng 3 năm 2021, giữa lúc Covid-19 diễn biến phức tạp, tàu Paradian đã được phép cập cảng Cam Ranh trong 4 ngày để các kỹ sư từ Pháp sửa chữa trực thăng Alouette-3 gặp sự cố trên tàu. Thủ đoàn trên tàu khi đó cũng được lên bờ nghỉ ngơi sau gần 2 tháng lênh đênh trên biển.
Chúng tôi muốn cảm ơn Việt Nam đã tổ chức đón tàu Hải quân Pháp trong thời kỳ đại dịch COVID-19, dù điều kiện rất khó khăn. Đại sứ Wanerai nói về chuyến cập cảng 2 năm trước. Trả lời câu hỏi của VN Express về tiềm năng hợp tác quốc phòng giữa hai nước, đại sứ Wanami cho rằng quan hệ này dựa trên nhiều trụ cột quan trọng và không bị đình trệ vì đại dịch COVID-19. Ngoài những chuyến thăm của tàu Hải quân, Pháp đã hỗ trợ Việt Nam đào tạo lực lượng tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, cũng như cử sĩ quan phụ trách liên lạc đến công tác thường trực tại Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam. Tin tiếp theo, Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan. Chủ tịch Hạ viện Mỹ MC Carthy tiếp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại California, bất chấp những cảnh báo từ Trung Quốc. Chủ tịch Hạ viện Kevin MC Carthy cùng nhóm nghị sĩ lưỡng đảng của Mỹ gặp bà Thái Văn Anh tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở bang California hôm 5 tháng 4. Sự kiện diễn ra khi bà Thái quá cảnh tại Mỹ trên đường về Đài Loan sau khi kết thúc chuyến thăm hai nước. Trung Mỹ là cuộc gặp đầu tiên giữa Chủ tịch Hạ viện Mỹ với lãnh đạo Đài Loan trên lãnh thổ Mỹ. Lãnh đạo Thái Anh Văn cảm ơn Quốc hội Mỹ đã hỗ trợ hòn đảo. Chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn khi chung vai sát cánh, bà nói. Trong cuộc họp báo sau buổi tiếp, Chủ tịch Hạ viện MC Carthy cho biết hai bên đã thỏa thuận biện pháp tăng tốc chuyển giao vũ khí Mỹ cho Đài Loan. Chúng ta cần duy trì bán vũ khí cho Đài Loan và đảm bảo tiến độ giao hàng kịp thời, cũng như đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đặc biệt là thương mại và công nghệ, ông nói, nhấn mạnh rằng lưỡng đại đảng Mỹ nhất trí quan điểm này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án cuộc gặp, cáo buộc Mỹ đang thông đồng với các lực lượng ly khai đòi độc lập ở Đài Loan, khẳng định Bắc Kinh sẽ áp dụng những biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền. Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố sẽ duy trì trạng thái báo động cao, sẵn sàng thực thi chức trách và nhiệm vụ. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẽ dùng vũ lực nếu cần. Mỹ không thiết lập quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng mà bên cung cấp vũ khí chính cho Đài Bắc và phản đối Bắc Kinh tăng áp lực quân sự với hòn đảo. Giới chức Đài Loan cũng thường xuyên gặp gỡ quan chức cấp cao phương Tây, bất chấp cảnh báo từ Bắc Kinh. Chuyến quá cảnh của bà Thái Anh Văn diễn ra khi quan hệ Trung Mỹ vẫn căng thẳng sau khi người tiền nhiệm của ông MC Carthy là bà Nancy Pelosi, thành viên đảng Dân Chủ, thăm đảo Đài Loan hồi đầu tháng 8 năm 2022. Trung Quốc phản ứng gay gắt với chuyến thăm của bà Pelosi bằng cách tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có quanh đảo Đài Loan và áp lệnh trừng phạt bà Pelosi, đình chỉ hợp tác song phương với Mỹ trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 5 tháng 4 thông báo, nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông của Hải quân Trung Quốc đã đi qua eo biển Basi giữa đảo Đài Loan và Philippines, sau đó tiến vào vùng biển phía đông nam hòn đảo. Theo Đài Loan, nhóm tàu của Trung Quốc đang huấn luyện ở Tây Thái Bình Dương và hòn đảo đã theo dõi chặt chẽ chúng. Ông Zelensky ám chỉ khả năng Ukraine rút khỏi Bạc Môn. Ông Zelensky nói quân đội Ukraine sẽ ra quyết định phù hợp, ám chỉ khả năng rút quân nếu binh sĩ có nguy cơ bị bao vây tại Bạc Môn. Với tôi, điều quan trọng nhất không mất là không mất binh sĩ. Các tướng sĩ tại thực địa sẽ đưa ra quyết định tương ứng nếu tình hình trở nên nóng hơn và chúng tôi đối mặt nguy cơ mất nhân lực do đối phương bao vây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc họp báo tại Ba Lan hôm 5 tháng 4 khi đề cập tình hình giao tranh ở thành phố Bắc Môn. Phát biểu dường như ám chỉ khả năng Ukraine có thể rút quân hết khỏi Bắc Môn nếu lực lượng tại đây có khả năng bị Nga bao vây hoàn toàn. Tổng thống Zelensky nói rằng binh sĩ Ukraine đang trong tình thế rất khó khăn, đôi khi họ tiến quân được một đoạn ngắn, nhanh chóng bị lực lượng Nga đẩy lùi về vị trí cũ. Tuy nhiên, lãnh đạo Ukraine khẳng định các đơn vị nước này vẫn đóng trụ thành phố. Chúng tôi ở Bắc Môn và đối phương không kiểm soát được nó, ông cho hay. Ông Zelensky cũng kêu gọi các đối tác phương Tây tăng tốc viện trợ đạn dược nhằm duy trì khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine ở Bắc Môn và nhiều nơi khác. Chúng tôi đã thành công ở một số quận nội thành, nhưng có nhiều nơi không gặp thành công và các binh sĩ phải lưu về vị trí khác, ông nói thêm. Cả Ukraine và Nga đều đang dồn lực lượng vào trận chiến ở Bắc Môn. Kiev nói rằng trận chiến ở Bắc Môn là chìa khóa để kiềm hãm lực lượng của Moscow ở mặt trận miền đông. Tư lệnh lục quân Ukraine Olensat Sikai hôm 27 tháng 3 thị sát Bạc Môn khẳng định phòng thủ thành phố này rất cần thiết về mặt quân sự. Trong cuộc phỏng vấn với AB hôm 29 tháng 3, Tổng thống Zelensky cảnh báo chính phủ của ông sẽ nhanh chóng đối mặt với nhiều áp lực từ trong và ngoài nước nếu Bạc Môn thất thủ. Người dân sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ muốn tôi thỏa hiệp với Nga, ông nói. Và bản tin cuối cùng ngày hôm nay là một bản tin liên quan đến Triều Tiên. Triều Tiên cảnh báo Mỹ Hàn gây nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Triều Tiên cáo buộc các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc đẩy căng thẳng khu vực đến bờ vực chiến tranh hạt nhân.
Hành vi đối đầu quân sự liều lĩnh của Mỹ và những bên ủng hộ nước này chống lại Triều Tiên đang đẩy tình hình trên bán đảo đến thảm họa không thể đảo ngược và bùng phát chiến tranh hạt nhân, theo bài thảo luận đăng trên hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 6 tháng 4. Bài viết chỉ trích các cuộc tập trận và diễn tập gần đây của Mỹ với đồng minh, trong đó có Hàn Quốc, làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Bài viết cho biết những hoạt động này đi quá giới hạn chịu đựng của Triều Tiên và họ sẽ đáp trả bằng cách thể hiện năng lực răn đe thông qua hành động tấn công. Các cuộc tập trận trên bán đảo Triều Tiên thành thùng thuốc nổ khổng lồ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Bài viết có đoạn, cộng đồng quốc tế đang nhất trí hy vọng rằng đám mây đen của chiến tranh hạt nhân treo lửng trên bán đảo Triều Tiên phải được loại bỏ càng sớm càng tốt. Quân đội Mỹ gần đây triển khai nhiều vũ khí và phương tiện chiến lược tới Hàn Quốc, trong đó có oanh tạc cơ và chiến lược và tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz. Mỹ cũng tổ chức các cuộc diễn tập chung với Hàn Quốc và Nhật Bản trong nỗ lực thể hiện năng lực quân sự trước Triều Tiên. Không quân Hàn Quốc ngày 5 tháng 4 đều tung kích tàng hình F-35A tham gia diễn tập chung với oanh tạc cơ B-52H, tung kích F-35B và F-16 của Mỹ. Lực lượng tham gia diễn tập thực hành khoa một hộ tống oanh tạc cơ chiến lược trước mỗi đe dọa tiềm ẩn từ không quân đối phương. Theo tướng Bắc Hansip, chỉ huy tác chiến trên không của không quân Hàn Quốc, cuộc diễn tập cho thấy Mỹ và Hàn Quốc trong trạng thái sẵn sàng hoàn hảo để đáp trả nhanh chóng và áp đảo bất cứ hành vi khiêu khích nào của Triều Tiên. Các hoạt động quân sự của Mỹ với đồng minh khiến Triều Tiên tức giận và liên tiếp phóng thử tên lửa đạn đạo, đó có tên lửa siêu lục địa Wonsan 17 cũng như công bố đầu đạn hạt nhân thu nhỏ Wonsan 31 vào tuần trước. Chúng ta cũng trải qua được 5 bản tin gọi là tin tức nóng chọn lọc mới nhất trong ngày hôm nay, và chắc mọi người cũng đã nắm được một số tin tức hay trong ngày rồi nha mọi người. Và để ủng hộ kênh khán giả, các bạn hãy cho kênh một like, một đăng ký, một chia sẻ cũng như là bật cái chuông thông báo phía bên dưới để nhận được những video thông báo mới nhất khi tụi mình ra video mới cho mọi người. Và bây giờ thì thay mặt kênh cho kênh tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay thì mình xin kính chúc cả nhà có một ngày làm việc vui vẻ, một bữa cơm tối thật là ngon miệng bên gia đình và người thân nhé. Và bây giờ mình xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin ngày mai.